Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách rút tiền trên TikTok Shop nha các bạn. Thì đầu tiên các bạn mở kênh TikTok lên. Ok, bây giờ các bạn bấm vào dấu ba gạch ở trên cùng ở bên tay phải nha các bạn. Ok, các bạn bấm vào công cụ dành cho nhà sáng tạo nha các bạn. Ok, cái nơi kiếm tiền các bạn click vào TikTok Shop cho nhà sáng tạo. Rồi các bạn bấm vào thu nhập nha các bạn. Màn hình số dư tài sản xuất hiện, các bạn bấm vào số dư tiền rút. Các bạn chọn rút tiền qua chuyển khoản ngân hàng nha các bạn. Sau đó bạn nhập số tiền mà bạn muốn rút. Các bạn có thể nhập hết hoặc các bạn nhập mà tùy xe của bạn muốn rút bao nhiêu các bạn rút dựa trên số tiền có. Rồi của mình có 106.000, mình sẽ tiến hành nhập. Rồi bây giờ mình sẽ nhập nha các bạn. Mình nhập thử 106.000. Rồi mình sẽ thấy số tiền nó cho phép mình rút và trừ bao nhiêu á. Rồi bây giờ các bạn bấm vào cái rút tiền ngay. Rồi các bạn bấm rút tiền ngay thì xác nhận rút tiền thì các bạn bấm vào. Rồi sau khi bấm xong thì quá trình đã giao dịch thành công nha các bạn. Thì bây giờ mình chờ tiền nó sẽ đổ vào tài khoản ngân hàng của mình thôi nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh, like, chia sẻ, ủng hộ để mình làm các video tiếp theo nha các bạn. Thank you for watching. Don't forget to subscribe, share, like, comment for that video.